Nhận định U15 Việt Nam với U15 Malaysia 15 giờ ngày 7 tháng 8, U15 Đông Nam Á 2019. Cập nhật thông tin trước trận đấu. Các bạn hãy đăng ký kênh YouTube để cập nhật thông tin mới nhất. Cảm ơn các bạn. Sau vòng bảng đầy kịch tính, đã xác định được 4 đội vào bán kết giải vô địch U15 Đông Nam Á 2019 gồm đương kim vô địch U15 Việt Nam, U15 Indonesia, U15 Malaysia và chủ nhà U15 Thái Lan. Ban đầu, trận bán kết 1 giữa U15 Indonesia với U15 Thái Lan lúc 15 giờ ngày hôm nay ngày 7 tháng 8 và trận bán kết 2 U15 Malaysia với U15 Việt Nam diễn ra sau đó 3 tiếng vào khung giờ đẹp hơn, tránh được điều kiện thời tiết nắng nóng. Song với vị thế nước chủ nhà, ngày hôm qua, Thái Lan đã quyết định đổi lịch khi đẩy trận đấu giữa U15 Malaysia với U15 Việt Nam lên đá sớm 15 giờ và trận bán kết có sự góp mặt của đội chủ nhà được đá muộn. Bỏ qua yếu tố khách quan đó, U15 Việt Nam bước vào bán kết với những nỗi lo nhất định. Vòng bảng vừa rồi, thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam thi đấu không quá thuyết phục. Chúng ta đã thua U15 Indonesia ở trận mở màn, thắng nhẹ Philippines, Singapore rồi Myanmar. Đến trận cuối cùng gặp đối thủ cạnh tranh trực tiếp U15 Timor-Leste, phải nhờ đến bàn thắng vào cuối trận, U15 Việt Nam mới có thể vươn lên thứ hai bảng A để vào bán kết. Đối thủ bán kết của các học trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam là U15 Malaysia, đội bóng đã đứng đầu bảng B. Có sự góp mặt của nước chủ nhà U15 Thái Lan cùng một đối thủ đáng gờm khác, U15 Australia. Với sự tự tin cao độ, U15 Malaysia rõ ràng là thách thức cực khó đối với U15 Việt Nam, song tin là nhà đương kim vô địch sẽ vượt qua được.